Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh. Và phần cuối của chương trình sẽ là phóng sự về hiệu quả mô hình xử lý nước lọc phèn tại xã Bầu Năng của huyện Dương Minh Châu. Thực hiện quyết định số 1334 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc chỉ định tổ chức kiểm định hiệu chuẩn đo lường, hiện nay Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh được Tổng cục chỉ định kiểm định các loại phương tiện đo. Hiện nay, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh đang thực hiện kiểm định các loại cân như cân ô tô, cân bàn điện tử, cân đĩa điện tử, cân đồng hồ lò xo, quả cân và xi tét ô tô taximét. Quy trình kiểm định bao gồm các phép kiểm định như sau: kiểm định bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra đo lường, kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa. Chu kỳ kiểm định là 1 năm. Tính đến hết tháng 10 năm 2019, Trung tâm Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã thực hiện kiểm định hiệu chuẩn đo lường 2.216 phương tiện đo các lĩnh vực khối lượng, dung tích. Việc trung tâm được chỉ định kiểm định xi tét ô tô và taximét đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc kiểm định. Đó là giảm nhiều thời gian và chi phí so với trước kia kiểm định phải đi thực hiện ở ngoài tỉnh. Thưa quý vị, thực hiện đề án hỗ trợ người dân các xã nông thôn mới hoàn thành tiêu chí trong lĩnh vực môi trường, đó là phải có 90% hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Từ năm 2014 đến nay, Trung tâm Khoa học và Công nghệ tỉnh đã kết hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện thành phố thực hiện mô hình xử lý nước để lọc phèn ở các địa phương có nguồn nước bị nhiễm phèn. Hiệu quả của mô hình đã được người dân đón nhận khi đã không còn cảnh phải sống chung với nguồn nước nhiễm phèn tồn tại trong một thời gian dài. Vừa qua, Trung tâm Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Dương Minh Châu triển khai mô hình tại xã Bầu Năng. Hiện tại xã Bầu Năng, nguồn nước giếng khoan của người dân một số khu vực bị nhiễm phèn. Theo kết quả thử nghiệm từ giếng khoan chưa qua xử lý của người dân ở một số ấp tại xã Bầu Năng với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt do Bộ Y tế quy định, thì các mẫu nước có các chỉ tiêu màu sắc, độ đục, hàm lượng sắt vượt quá chỉ tiêu cho phép. Điều này đã ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của người dân vì không có nguồn nước sạch để sử dụng. Nói chung thì cái Bầu Năng này có cái khu Nghĩa Trang, Kiệt Lạc Thái Bình đó, là có một số vùng giáp ranh đó là có khả năng là ô nhiễm nguồn nước. Cho nên là vừa qua xã có kiến nghị các ngành tỉnh, huyện xin hỗ trợ máy lọc nước cho bà con đó. Thì ở khu này là khu ấp Ninh Phú, cái địa bàn giáp ranh với cái khu Nghĩa Trang Kiệt Lạc Thái Bình, cho nên là vừa qua là xã có chọn số người đó. Ngoài cái chương trình mình thì cũng có cái phòng nông nghiệp cũng có đi hỗ trợ cho người nghèo đó. Nói chung là tập trung cho ấp Ninh Thuận và Ninh Phú. Với kế hoạch sẽ hỗ trợ miễn phí hoàn toàn cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mô hình xử lý nước sạch với một bộ lọc có giá trị 1.500.000 đồng và sẽ nhân rộng trong thời gian tới. Trong năm 2019, Trung tâm Khoa học và Công nghệ đã lắp đặt bộ lọc cho người dân tại xã Bầu Năng. Đây là mô hình lọc phèn đã được áp dụng thành công ở nhiều địa phương trong cả nước để có thể đảm bảo nguồn nước sạch cho người dân. Hệ thống lọc có quy trình vận hành đơn giản, chỉ cần bơm nước từ giếng khoan qua thiết bị là người dân đã có nước sạch để sử dụng. Thì gắn cái bình này thì xài thì tốt hơn rồi. Nấu ăn thì mỗi lần thì không có cái bệnh này thì cô phải mua nước lọc về cô uống đồ này kia. Còn cái này có cái bệnh này thì giờ cô khỏi mua nước kia, cô uống trực tiếp nước này. Thì thấy cái hiệu quả thiết bị lọc nước này là tương đối là tốt. Người dân tin tưởng cái mô hình này cần để nhân rộng và tuyên truyền rộng rãi cho người dân để biết và hỗ trợ. Và chi phí lắp đặt cũng tương đối là phù hợp với cái kinh phí của người dân sử dụng. Trong thời gian tới, Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai mô hình cho các khu vực còn lại của tỉnh để người dân có được nguồn nước sạch để sinh hoạt ổn định cuộc sống hàng ngày. Nói chung thì hiệu quả là từ cái người dân người ta sử dụng, người ta cho rằng là nước tốt, sử dụng nó đảm bảo vệ sinh. Giờ ấp khác thì nó nhiều, đi vào một năng thì nó lớn lắm, nó tới 5.500 hộ rồi, nó số tròn á. Nhưng mà nếu như mà được hỗ trợ thì tập trung cho hai ấp Ninh Thuận và Ninh Phú. Thì đây là cái địa bàn giáp ranh với cái khu Nghĩa Trang đó, nên tập ưu tiên cho cái này. Với hiệu quả của mô hình lọc nước sau khi lắp đặt, sự háo hức và niềm vui đã đến với người dân xã Bầu Năng, huyện Dương Minh Châu khi đã không còn cảnh phải sống chung với nguồn nước bị nhiễm phèn tồn tại trong thời gian qua. Sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân sẽ đỡ vất vả hơn vì đã có nguồn nước sạch để sử dụng.
Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Khoa học Công nghệ và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh cũng đã hết. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.